Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ năm ngày 17 tháng 12, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Tỉnh Thừa Thiên Huế ba phương án kế hoạch triển khai tiếp theo đối với công tác cứu hộ cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng Ba trong giai đoạn mới. Thừa Thiên Huế phát triển bất động sản gắn với đô thị di sản là hướng đi có nhiều tiềm năng để góp phần xây dựng đô thị Huế bền vững. VN Express Marathon Huế 2020 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 12, thu hút hơn 5.000 vận động viên trong và ngoài nước tham gia. Cơ hội của địa phương để quảng bá du lịch và hình ảnh Huế đến với du khách. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đã chủ trì cuộc họp với các sở ban ngành chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang để nghe báo cáo phương án kế hoạch triển khai tiếp theo đối với công tác cứu hộ cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng Ba. Ban giải pháp tìm kiếm các nạn nhân mất tích, các đơn vị cho rằng để đảm bảo được các điều kiện cho việc thi công thì giải pháp tối ưu nhất hiện nay là phải hoàn thành việc xây dựng đập ngăn của công ty cổ phần thủy điện Rào Trăng Ba phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn. Từ đó, tổ chức triển khai lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích tại khu vực lòng sông Rào Trăng từ đoạn tiếp giáp giai đoạn 3 về hạ lưu sông ngã ba Tam Dần. Kết luận tại buổi họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương cho rằng việc tiếp tục tổ chức tìm kiếm không chỉ đáp ứng tâm tư nguyện vọng của gia đình nạn nhân mà còn thể hiện tính nhân văn của nhà nước. Vì vậy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu cả lực lượng xây dựng phương án tối ưu hiệu quả cho công tác tìm kiếm giai đoạn 4 với khu vực tổ chức tìm kiếm hơn 2,5 km từ hiện trường sạt lở về hạ lưu ngã ba Tam Dần. Khi đã ngăn dòng, cần tổ chức tìm kiếm chặt chẽ, khẩn trương bằng nhiều phương án nhằm sớm tìm được người mất tích. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương yêu cầu cả lực lượng cùng phương tiện phải luôn ở trạng thái sẵn sàng để tác nghiệp tìm kiếm khi thời tiết thuận lợi. Liên quan đến việc có thông tin không chính xác về công tác triển khai thi công tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh công tác tìm kiếm nạn nhân vẫn được tiếp tục triển khai. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, không còn là nhiệm vụ của một tổ chức hay cá nhân nào mà là nhiệm vụ của tỉnh, của cả hệ thống chính trị. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Huế và thị xã Hương Thủy tổ chức kỳ họp thứ 11 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và thông qua một số nghị quyết quan trọng khác. Năm 2020, nhiều khó khăn do thiên tai dịch bệnh ảnh hưởng hầu hết các ngành lĩnh vực, nhưng với quyết tâm cao của hệ thống chính trị, sự nỗ lực đồng thuận của nhân dân, thành phố vừa thực hiện phòng chống kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Có 6 trên 14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Các chương trình trọng điểm được triển khai đồng bộ, nhiều công trình quan trọng hoàn thành đưa vào sử dụng, phục vụ cho phát triển du lịch dịch vụ như di dời giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích kinh thành Huế, dự án cải thiện môi trường nước, chỉnh trang công viên hai bờ sông Hương. Dù khó khăn nhưng thu ngân sách đạt 112% so với dự toán. Tuy vậy vẫn còn 8 trên 14 chỉ tiêu chưa đạt so với kế hoạch, trong đó lĩnh vực du lịch giảm hơn 58%, giá trị xuất khẩu giảm 18%. Các chỉ tiêu về giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa tuy có tăng nhẹ nhưng không đạt theo kế hoạch. Chương trình đầu tư công còn chậm tiến độ, quản lý trật tự đô thị có chuyển biến nhưng vẫn còn những điểm nóng chưa giải quyết dứt điểm. Năm 2021, thành phố tiếp tục tạo đột phá trong lĩnh vực du lịch dịch vụ, thương mại, đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội với một số công trình hiện đại, thân thiện môi trường. Phát triển chính quyền điện tử, đô thị văn minh, triển khai thực hiện 5 chương trình, 7 dự án trọng điểm. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố nghe và xem xét một số báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố về thực hiện kinh tế xã hội năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021. Công tác phòng chống tham nhũng, phòng chống tội phạm, công tác thanh tra giải quyết đơn thư, thảo luận và quyết định các nghị quyết về dự toán ngân sách năm 2020. Kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri và những vấn đề tồn đọng của các kỳ trước, thảo luận, chất vấn, giải trình chất vấn và tiếp thu ý kiến của đại biểu. Hội đồng Nhân dân thành phố tiến hành miễn nhiệm các chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 và một số nội dung quan trọng khác. Năm 2020, Hương Thủy có 12 trên 15 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra, trong đó giá trị sản xuất ước thực hiện 26.600 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ, thu ngân sách đạt 571,5 tỷ đồng, bằng 128% dự toán. Công tác giải phóng mặt bằng, quy hoạch, chỉnh trang phát triển đô thị được triển khai đồng bộ, hiệu quả, nhất là các công trình dự án trọng điểm như dự án mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Bài, cao tốc Cam lộ La Sơn, đường dây 500 kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi.
Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thị xã tập trung bàn và thông qua các nghị quyết quan trọng nhằm tạo đột phá trong phát triển kinh tế xã hội năm 2021 với các chỉ tiêu cụ thể như tăng giá trị sản xuất lên 10,5%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội từ 4.000 đến 4.100 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước không bao gồm thu tiền sử dụng đất tăng 13%, thu nhập bình quân đầu người đạt 62 triệu đồng, tỷ lệ đô thị hóa 72%. Chuyển sang những tin tức kinh tế, năm 2021, mục tiêu đặt ra trong phát triển lĩnh vực công nghiệp của Thừa Thiên Huế là ưu tiên phát triển sản xuất công nghiệp theo hướng hiện đại, chất lượng cao, công nghiệp hỗ trợ dệt may, công nghiệp công nghệ thông tin, năng lượng sạch, công nghiệp chế biến sâu. Theo đó, tỉnh đề ra chỉ số sản xuất công nghiệp IIP năm 2021 tăng 6-7%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng từ 8-9%, khoảng 40.000 đến 40.500 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu này, giải pháp được đưa ra là hỗ trợ sẵn sàng các điều kiện thu hút làn sóng đầu tư mới sau đại dịch COVID-19, giải phóng mặt bằng, hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế, dịch vụ vận tải, kho bãi, nguồn nhân lực chất lượng cao, cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian chuẩn bị, triển khai đầu tư. Ưu tiên đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn 3-4, hạ tầng khung khu công nghệ cao tại khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô, hệ thống xử lý nước thải tập trung tại khu công nghiệp Phong Điền. Trong đó chủ trọng xử lý nước thải tuần hoàn phục vụ công nghiệp hỗ trợ dệt nhuộm, ra soát hỗ trợ triển khai thực hiện dự án tổ hợp nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô Kim Long, khu phức hợp du lịch và dịch vụ Đăng Kim Long, nhà máy điện khí LNG Chân Mây. Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may, đưa sản phẩm may mặc từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng trong và ngoài nước, đôn đốc hỗ trợ triển khai các dự án công nghiệp tại các khu kinh tế và công nghiệp tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, diện mạo thành phố Huế đã có nhiều đổi thay tích cực. Không chỉ giữ được nét cổ kính của hệ thống di tích kinh thành Huế, mà bất động sản và không gian đô thị không những được chỉnh trang, mở rộng theo hướng xanh, sạch, hiện đại, góp phần xây dựng thành phố Huế xứng tầm đô thị di sản quốc gia. Trong quá trình xây dựng phát triển đô thị tại Thừa Thiên Huế, thì yếu tố làm sao hài hòa được với bảo tồn và giá trị di sản Huế là vấn đề hết sức quan tâm. Không riêng gì chính quyền địa phương, mà đó là sự quan tâm của cộng đồng xã hội, đặc biệt là các nhà đầu tư, các doanh nghiệp. Theo nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, định hướng phát triển xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn phát huy giá trị di sản cổ đô Huế và bản sắc văn hóa Huế. Thành phố Huế tương lai là thành phố hài hòa với môi trường, có cảnh quan thiên nhiên đồng bộ trong quần thể di sản cổ đô. Đặc biệt là việc phát triển hài hòa giữa nông thôn và thành thị, giữa bảo tồn và phát triển, giữa cái cũ và cái mới để đảm bảo được hướng phát triển chung của một đô thị di sản Thừa Thiên Huế trong tương lai. Từ cuối năm 2019, theo đánh giá của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, thị trường bất động sản tại các đô thị lớn sụt giảm rất lớn về nguồn cung do quỹ đất hạn hẹp. Cùng bởi vậy, dòng vốn đầu tư năm nay đổ dồn về khu vực miền Trung, nơi có quỹ đất lớn và giàu tiềm năng. Trong đó, Huế là điểm đến hàng đầu khi hội tụ nhiều lợi thế về điều kiện tự nhiên, sức bật về hạ tầng và những chính sách vĩ mô. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, đô thị phát triển nói chung cũng như hệ thống các nhà cao tầng đô thị phải đảm bảo làm sao để kết nối nhiều vùng di sản, làm sao tạo được không gian hài hòa với cảnh quan thiên nhiên vốn sẵn có của Huế, cần phải gìn giữ và phát huy.
qua đó giá trị của di sản Huế sẽ nâng cao, người dân sẽ được hưởng những không gian yên tĩnh với những hạ tầng đồng bộ và đầy đủ. Và Huế sẽ làm được điều đó trong thời gian sắp tới. Việc thu hút về khoản đầu tư bất động sản ngoài vốn nhà nước là một mục tiêu quan trọng của Thừa Thiên Huế để phát triển kinh tế xã hội theo quy hoạch. Một trong những mục tiêu quan trọng mà Thừa Thiên Huế đặt ra trong nhiều năm tới là tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi thông qua việc cải cách hành chính, triển khai đồng bộ các nghĩa vụ đô thị thông minh. Làm sao để các doanh nghiệp về đầu tư tại Huế khẳng định Huế là nơi đầu tư thuận lợi nhất? Việc quy hoạch và phát triển đô thị di sản Huế với định hướng đưa cả tỉnh trở thành thành phố trực thuộc trung ương không chỉ dựa trên nền tảng của các di sản văn hóa vật chất, tinh thần mà Huế đang sở hữu, mà cần kể thừa cả các di sản về đô thị vốn dĩ đã được các thế hệ cha ông kiến tạo xây dựng. Kể thừa các di sản lịch sử trong quy hoạch và phát triển đô thị bất động sản sẽ giúp Thừa Thiên Huế vừa bảo tồn bền vững các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, phong phú cùng không gian cảnh quan đặc sắc của các di sản ấy, vừa tạo lập được những không gian khác dành cho sự phát triển, thực hiện mục tiêu phát triển bất động sản Huế gắn với đô thị di sản. Dòng sản phẩm bia Huda và bia Ice Blast của công ty trách nhiệm hữu hạn Carlsberg Việt Nam vừa nhận được huy chương vàng giải thưởng Mon Selection năm 2020, một trong những giải thưởng quốc tế danh giá nhất đánh giá chất lượng của các sản phẩm tiêu dùng trên thế giới. Giải thưởng lần này, Huda đạt được một lần nữa khẳng định chất lượng vượt trội của thương hiệu bia miền Trung, cho thấy những bước tiến vật chất của Huda không chỉ trong nước mà còn trên trường quốc tế sau 30 năm xây dựng và phát triển. Đây cũng là niềm tự hào Huda mang về cho miền Trung và một lần nữa khẳng định nỗ lực của Huda trong việc đem lại chất lượng sản phẩm vượt trội và trải nghiệm đa dạng cho người tiêu dùng trong và ngoài nước. Với chất lượng nổi bật tạo nên bởi nguồn nguyên liệu chọn lọc từ châu Âu cùng công nghệ sản xuất hiện đại của tập đoàn Carlsberg Đan Mạch, Huda đã liên tục trong nhiều năm liền gặt hái cho mình nhiều giải thưởng uy tín quốc tế như giải vàng trong cuộc thi bia thế giới tại Anh, huy chương vàng cuộc thi bia quốc tế Berlin tại Đức, giải thưởng chất lượng vượt trội do Viện Nghiên cứu Chất lượng Quốc tế tại Bỉ trao tặng, hai huy chương vàng tại Mon Selection 2020 là minh chứng rõ ràng nhất cho nỗ lực không ngừng nghỉ của Huda trong việc mang đến chất lượng quốc tế trong sản phẩm bia đậm vị miền Trung. Khoảng 10 giờ sáng nay, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây vừa phối hợp với các lực lượng đã tiếp nhận cấp cứu thành công một ngư dân của tàu cá Quảng Ngãi bị tai nạn lao động trên vùng biển Thừa Thiên Huế. Trước đó, tàu cá QN98748TS do ông Nguyễn Đông, sinh năm 1978, làm thuyền trưởng rời cảng Đà Nẵng ra khơi khai thác hải sản. Đến rạng sáng ngày 17 tháng 12, trong khi khai thác và đánh bắt cá trên vùng biển tầm 16,44 độ Vĩ Bắc và 107,44 độ Kinh Đông, anh Nguyễn Văn Điệp đã bất ngờ bị cạp tơi đánh vào đầu, bị thương nặng và ngất xỉu. Sau khi nhận được thông tin nhờ giúp đỡ, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây đã cử cán bộ chiến sĩ quân y của đơn vị để ra tiếp cận và sơ cứu, đồng thời thông báo cảng Chân Mây bố trí vùng neo đậu cho tàu cá và liên hệ trung tâm y tế huyện Phú Lộc hỗ trợ thêm xe cứu thương và y bác sĩ đến tổ chức ứng cứu kịp thời cho nạn nhân. Đến khoảng 10 giờ, lực lượng đã đưa nạn nhân cập bờ an toàn sau khi thực hiện các bước sơ cứu đảm bảo. Theo nguyện vọng từ gia đình, nên xe cứu thương đã trực tiếp đưa nạn nhân vào thẳng bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục cấp cứu kịp thời cho nạn nhân. Tiếp tục là những tin tức đáng chú ý khác. Vào tối qua tại Hà Nội đã diễn ra lễ công bố và trao giải liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 40. Phim tài liệu Món quà kỳ diệu của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đạt giải vàng liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 40 với thể loại phim tài liệu. Liên hoan truyền hình năm nay có 9 thể loại được chấm giải: chương trình dành cho thiếu nhi, phim tài liệu, phóng sự, chương trình chuyên đề khoa giáo, chương trình đối thoại tọa đàm, chương trình truyền hình tiếng dân tộc thiểu số, chương trình ca múa nhạc, chương trình sân khấu và phim truyền hình.
Ban tổ chức đã nhận được 422 tác phẩm dự thi, thể loại phóng sự có nhiều tác phẩm nhất 139 tác phẩm, thể loại phim tài liệu có 67 phim một tập và 10 phim dài tập. Tham dự liên hoan lần này, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt giải vàng thể loại phim tài liệu với tác phẩm Món quà kỳ diệu của tác giả Đài Dinh, Văn Thịnh, Hồng Trung. Đây là giải vàng đầu tiên tại liên hoan truyền hình toàn quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế sau hơn 20 năm sản xuất và phát sóng truyền hình. Với tác giả trẻ Đặng Đài Dinh thuộc phòng biên tập Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế thì đây là lần đổi màu của giải. Năm 2018, Đài Dinh đã đạt giải bạc thể loại phóng sự. Cùng ở thể loại phim tài liệu, tác giả Trần Thiền của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế được trao bằng khen tại liên hoan lần này với tác phẩm phim tài liệu Đài Dự án Lịch sử Di dân Kinh thành Huế. Với giải vàng liên hoan truyền hình toàn quốc, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế đã đánh dấu một năm 2020 thành công tại các giải báo chí quốc gia, các liên hoan, với giải vàng liên hoan truyền hình, giải bạc liên hoan phát thanh và giải C báo chí quốc gia. Tối qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, lực lượng đơn vị vừa phá thành công chuyên án ma túy, qua đó bắt giữ Nguyễn Văn Sĩ Nguyên, sinh năm 2000, trú tại thôn Thổ Sơn, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ hai gói ni lông chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy dạng đá. Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, vào lúc 14 giờ ngày 16 tháng 12, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Chân Mây, đồn biên phòng Lăng Cô, công an xã Lộc Vĩnh bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Sĩ Nguyên tại nhà thuê trọ của bà Ngô Thị Nhớ ở thôn Bình An, Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc. Qua kiểm tra người đối tượng phát hiện một gói nhỏ bên trong chứa tinh thể màu trắng dạng đá, kích thước 1 cm x 2,2 cm ở trong túi quần jean. Một gói ni lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng dạng đá, kích thước 5 cm x 8 cm, bỏ trong gói thuốc lá hiệu White Hot để trong túi áo. Đối tượng Nguyên thừa nhận gói ni lông lấy từ trên người đối tượng là ma túy đá. Hiện phòng ma túy phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Chân Mây, đồn biên phòng Lăng Cô đang tiếp tục điều tra làm rõ. Công an thành phố Huế vừa phá thành công chuyên án mang bí số 120P, bắt giữ Nguyễn Quốc Phong, sinh năm 1985, trú tại 102 đường Dương Văn Ngang, phường Xuân Phú, cùng đồng bọn có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép một lượng lớn chất ma túy các loại. Qua công tác nắm tình hình địa bàn, sử dụng hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 21 giờ ngày 15 tháng 12, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Huế bắt quả tang Nguyễn Quốc Phong đang có hành vi tàng trữ trái phép 41 gói ni lông bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng và 176 viên nén tại nhà thuê của Phong có địa chỉ 14/104 đường Nguyễn Lộ Trạch, phường Xuân Phú, thành phố Huế. Bước đầu, Phong khai nhận các gói ni lông chứa tinh thể màu trắng là ma túy đá và những viên nén là hồng phiến. Khám xét tại phòng ngủ của Phong và một số vị trí khác trong nhà, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Huế tiếp tục thu giữ thêm 19 gói ni lông bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng và 1.946 viên nén. Ngoài ra, đơn vị bắt quả tang đồng bọn của Phong là Lê Quang Thương, sinh năm 1990, trú tại Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, tàng trữ trái phép 3 viên nén, và Trần Quốc Tiến, sinh năm 1995, trú tại Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, tàng trữ trái phép 10 viên nén. Tổng tăng vật thu giữ trong chuyên án là 2.135 viên nén và khoảng 0,5 kg ma túy đá. Hiện công an thành phố Huế đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, giải VN Express Marathon Huế năm 2020 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 12, thu hút hơn 5.000 vận động viên trong và ngoài nước tham gia. Đây là cơ hội của địa phương để quảng bá du lịch và hình ảnh Huế đến với du khách trong và ngoài nước. Trước khi giải diễn ra, các runner ở Hà Nội, Đà Nẵng và Huế đã cùng nhau chạy thử trên cung đường 21 km quanh dòng sông Hương và các di tích nổi tiếng. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Rạng sáng những ngày qua, gần 20 pacer runner đến từ Hà Nội, Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế đã cùng nhau chạy thử cung đường 21 km VN Express Marathon Huế. Đây là một trong những chuỗi hoạt động chính thức của ban tổ chức trong quá trình chuẩn bị cho giải. Xuất phát lúc 4:30, các runner xuất phát từ khu Vân Lâu trên đường Lê Duẩn. Các runner chạy qua Trần Hưng Đạo nằm bên dòng sông Hương thơ mộng. Để đảm bảo an toàn cho các runner, công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã bố trí hai cảnh sát chạy xe mô tô dẫn đường. Đây là lần đầu tiên mình được tham gia tuyết đường, cũng là lần đầu tiên mình chạy cung đường ở Huế. Mình cảm thấy cung đường ở Huế rất là đẹp, rất là thơ mộng. Các bạn có thể chạy qua các cái danh lam thắng cảnh như là khu Vân Lâu, chùa Thiên Mụ và cây cầu Tràng Tiền rất nổi tiếng của Huế. Mình nghĩ là các bạn nên chuẩn bị một đôi giày bám đường rất là tốt. Cái thời tiết ở đây thì bây giờ cũng hơi lạnh nên là các bạn lên nữa thì nên chuẩn bị các cái bó tay, chắn ấm hoặc là mình nên đội mũ.
để tránh mưa phùn buổi sáng. Thì Ủy ban bán đã đồng hành cùng VSTEC Marathon 2020 để mà tài trợ dựng cho mọi người hiểu được cái tầm quan trọng của sức khỏe khi tham gia giải chạy. Hy vọng là trong giải chạy sắp tới thì sẽ là huy động được tất cả mọi người cán bộ của Adventure Team Huế cùng như là tất cả các Adventure của trên toàn hệ thống trường học tại Huế để tham gia và giải VSTEC Marathon 2020. Sau khoảng 20 phút chạy qua đường Lê Lợi với các di tích như Bảo tàng Điềm Phùng Thị, Bảo tàng Văn hóa Huế, Trường Quốc học, Đại học Huế, sẽ là cung đường đẹp để các runner ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất. Các runner tiếp tục chạy qua cây cầu Giả Viên bắc qua dòng sông Hương. Điểm nhấn của cung đường 21 và 42 km là các vận động viên chạy qua cầu Trường Tiền bắc qua sông Hương. Trường Tiền là một trong những cây cầu đầu tiên được xây dựng ở Đông Dương vào cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ 20, theo kỹ thuật và vật liệu mới của phương Tây với kết cấu thép. Công tác chuẩn bị của VM Huế 2020 thì đã diễn ra từ đây từ rất nhiều tháng. Ngày này là những chuyến khảo sát cuối cùng và chốt tất cả các phương án của các team an ninh đường chạy y tế và các team hậu cần khác để mà lên phương án tốt nhất phục vụ ngày thi đấu chính thức. Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là giải chạy VN Express Marathon Huế 2020 sẽ diễn ra. Ban tổ chức đang cố gắng để hoàn tất những cái khâu chuẩn bị cuối cùng để cho các vận động viên có thể có cái tinh thần tốt nhất để tham gia ngày race của chúng tôi. Ban tổ chức đã tiến hành làm việc rất là cụ thể và chi tiết cùng với lại Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Y tế và tất cả các bộ ngành có liên quan để có thể hỗ trợ cho tất cả các vận động viên có được những cái cung đường chạy tốt nhất, có thể quảng bá được những cái hình ảnh đẹp nhất của Thừa Thiên Huế, cũng như đảm bảo những công tác an toàn cho tất cả các vận động viên trong ngày chạy. Đến thời điểm này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo ngành văn hóa thể thao du lịch làm việc với ban tổ chức giải VN Express Marathon Huế 2020, xây dựng kịch bản, kế hoạch chi tiết để tổ chức các hoạt động một cách hiệu quả, an toàn nhất trong bối cảnh dịch COVID-19 còn nhiều diễn biến phức tạp. Hiện nay thì công tác tổ chức cơ bản đã được xác định và được hoàn tất. Ủy ban tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan tạo điều kiện tốt nhất để giải chạy tổ chức một cách hiệu quả và lưu ý cái điều kiện đảm bảo an toàn cho vận động viên, an toàn về phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Các runner chạy qua cung đường đi qua chùa Thiên Mụ, ngôi chùa nổi tiếng nhất xứ Huế nằm bên dòng sông Hương. Chùa được xây dựng vào năm 1601 vào đời chùa Tiên Nguyễn Hoàng. Chạy trên những cung đường xứ Huế, các runner không chỉ cảm nhận được vẻ đẹp thơ mộng của xứ Huế mà còn giúp Huế quảng bá hình ảnh và thông điệp tích cực về vùng đất, con người xứ Huế đến với du khách và bạn bè quốc tế. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.